mạng xã hội xôn xao về đoạn clip nóng nghi của một hot girl nổi tiếng. Mới đây, mạng xã hội xôn xao khi dân mạng chuyển tay nhau đoạn clip nóng được cho là của một hot girl nổi tiếng. Sự việc ngay lập tức trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Điều đáng nói hơn cả, nữ chính trong clip được cho là có nhiều nét tương đồng với hot girl Trâm Anh. Ngay khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, chúng tôi đã liên hệ với Trâm Anh, nhưng điện thoại cô tắt máy. Dù chưa rõ thực hư sự việc, hiện trên Facebook, dân mạng đã tìm vào Facebook của Trâm Anh và để lại nhiều bình luận khiếm nhã. Dân mạng cũng đã tìm ra được người cho là chàng trai trong clip. Hiện anh ta cũng đã khóa tài khoản Facebook. Chàng trai trong clip nóng với hot girl 200.000 follow đã có gia đình, người vợ đang mang bầu. Những hình ảnh và thông tin về đoạn clip nóng cũng như những nhân vật trong clip hiện đang được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Cách đây ít giờ, việc một hot girl có tiếng ở Hà Nội bị lộ clip nóng đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhân vật chính xuất hiện trong đoạn clip dài gần 5 phút là một gương mặt khá quen thuộc trong giới trẻ. Không chỉ đang bị phát tán chóng mặt trên mạng xã hội, đoạn clip còn nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí, cư dân mạng đã cất công soi ra điểm chung để tránh nhận nhầm người. Không chỉ nét mặt mà nốt ruồi của cô gái trong đoạn clip còn trùng khớp với hot girl từng không ít lần xuất hiện trên sóng truyền hình. Trang cá nhân của hot girl đang được dân mạng tìm kiếm mạnh mẽ và để lại rất nhiều bình luận khiếm nhã ở hầu hết các bài viết. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn nhanh chóng tìm ra thông tin của chàng trai được cho là nhân vật chính trong clip và nhiều thông tin liên quan. Nhiều người còn nhanh chóng tìm ra và chia sẻ loạt ảnh cưới của nam chính. Có thông tin tiết lộ rằng anh chàng mới kết hôn năm 2018 và người vợ còn đang mang thai. Rất nhiều người đã bày tỏ cảm xúc bất ngờ và phẫn nộ khi biết được thông tin này. Hiện tại, hot girl bị lộ clip nóng đã khóa phần bình luận trên trang cá nhân và giữ im lặng trước mọi chuyện. Trong khi đó, sự việc vẫn đang là chủ đề thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ dư luận.